Xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Giao Phúc Sen. Em là Phi ạ. Hôm nay thì em sẽ lên clip cùng tất cả các bác giới thiệu cho các bác về mẫu những mẫu dao đa năng và mẫu rìu. Thì những kiểu dáng này thì nó là những mẫu đa năng này, các bác có thể dùng trong bếp này và dùng làm ngoài vườn cũng được. Thì những cái sản phẩm này thì nó có cả vỏ và không vỏ. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người là dáng không vỏ. Tại vì nhu cầu của mọi người thì sẽ khác, khi mà mình chỉ dùng trong vườn thôi, mình không mang ra, mình không hay đi rừng ấy, thì nhu cầu của mình chỉ có những dáng dao như vậy và không cần vỏ là được. Tuy nhiên thì còn vỏ thì nó sẽ an toàn hơn. Đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác đấy chính là mẫu rìu nhá. Rìu này có mã là R01 các bác ạ. Rìu này có mã là R01 nhá các bác. R01 này thì nó sẽ nặng khoảng 1,1 kg đến 1,2 kg, cán gỗ cẩm chỉ, dài 34 cm. Cây này thì các bác có thể dùng để chặt gỗ, chặt tre củi, nói chung là chặt cây to thoải mái luôn. Và nó sẽ có cái chức năng nữa là cho các bác mang đi phượt, đi cắm trại sẽ sử dụng rất là tốt. Đối với các anh, các chú ấy, thì mình là con trai ấy, mình cầm thì cái này nó sẽ rất là đầm tay. Tuy nhiên thì hiện tại em đang cầm thì nó sẽ hơi nặng, với 1,2 kg với em thì nó sẽ hơi nặng các bác ạ. Thì nó sẽ là cái mẫu mà sử dụng rất là tốt nha các bạn nhé. Tiếp theo ở đây sẽ là mẫu dao parang. Đó là một mẫu dao chuyên để chặt. Thì các bác cũng có thể sử dụng, vừa sử dụng trong bếp này, vừa sử dụng ngoài vườn cũng được. Thì đây, chiều dài lưỡi là 30 ạ. Và cán nó sẽ là 13 cm. Độ dày là khoảng 6 mm. Đó, nó có một cái độ uốn lượn khi mà các bác mà chặt, vì nó tạo cho mình một cái lực chặt cực kỳ tốt luôn. Mã của cái sản phẩm này có mã DPR01LC nhá. Cái này có cả vỏ, nếu mà các bác có nhu cầu có vỏ thì có vỏ thì giá thành nó sẽ cao hơn. Nếu mà không có vỏ như sản phẩm này thì em đang bán giá niêm yết của nó là 500.000. Thì cái này thì em báo giá cho các bác là giá niêm yết. Khi mà các bác mà gọi điện đến thì các bác có thể hỏi là hôm nay có cái ưu đãi gì không, thì bên em sẽ báo cho các bác luôn nhé. Hiện tại thì em báo giá niêm yết cho tất cả các bác. Đấy chính là mẫu dao parang. Các bác mà chuyên để chặt thì mình đừng bỏ qua cái sản phẩm này. Tiếp theo thì các bác có thể nhìn thấy đây là mẫu dao mèo 28 này. Nói chung là nhìn cái mẫu dao mèo 28 này thì nó sẽ đa năng hơn đối với cái mẫu này. Tuy nhiên nếu mà các bác mà chuyên để chặt thì mình sẽ lựa chọn cái này. Còn nếu mà bác muốn đa năng và ít chặt, không phải chuyên, thì mình sẽ lấy cái mẫu 28 này. Chiều dài lưỡi là 28 cm nhá. Độ dày là khoảng 5 đến 7 mm này. Cây này thì phải nói là đa năng rồi. Đối với cán này là gỗ mun, khâu và chốt đồng đỏ. Nói chung là dao mèo nó là một cái sản phẩm dao cực kỳ đa năng như em đã bảo đấy ạ. Các bác có thể chặt gỗ, chặt tre được. Cái cây này thì các bác chặt gỗ, chặt tre thoải mái, tại vì là cái kích thước này là kích thước to rồi. Dài nhất của bên em là 28 cm. Nó có thể nó nặng khoảng 5 lạng các bác. 5 lạng thì nó vừa để các bác có thể chặt. Nó không quá nặng và cũng không quá kiểu như là nhẹ quá thì sẽ không được đầm tay. Sản phẩm này có mã là M28MDDLC và hiện tại giá niêm yết của ở bên hợp tác xã Giao Phúc Sen là 560.000 nhá. 560k một cái sản phẩm này. Đó. Tiếp theo thì các bác có thể nhìn thấy đây cũng là một dáng dao mèo. Tuy nhiên là sẽ nhỏ hơn. Đối với cái nhu cầu sử dụng của từng bác ấy, thì các bác mà mình cái nhu cầu của mình là chặt cây to vào sử dụng, hay chặt gà hay là man đi đâu đấy, nói chung là hay dùng để chặt ấy, thì mình sẽ lấy cái sản phẩm mèo 28. Tuy nhiên nhu cầu sử dụng của mình chỉ là chặt đến cây nhỏ thôi và có thể dùng thái lọc và chặt gà vịt nhẹ nhẹ thôi, thì mình sẽ lấy cái mẫu mèo 20 này. Mèo 20 này thì có chiều dài lưỡi 20 thì là chiều dài lưỡi 20. Nó sẽ rất là nhỏ gọn nha các bác, có thể chặt gà vịt được. Tuy nhiên thì cái mẫu này để mình chặt gà vịt thì nó sẽ không được đầm tay thôi. Tuy nhiên là vẫn chặt được, thái lọc cực kỳ tốt, tại vì là nó nhỏ gọn như vậy thì mình thái lọc rất là tốt. Bác có thể sử dụng trong gia đình làm bếp, và khi mà các bác có thể có, mình có vườn, mình có thể ra phát cỏ hay chặt nhẹ cây thì vẫn rất là được, rất được luôn. Tại vì nó là kiểu dáng dao đa năng mà. Đó. Đấy là cái sản phẩm không vỏ. Em đang báo giá với các bác là sản phẩm không vỏ, và cái sản phẩm này đang bán với giá là 460.000 cái cây này nhá, 20 nhá, 460 là dao mèo 20. Đấy là những cái sản phẩm nếu mà nhu cầu của các bác sử dụng mà không cần đến vỏ thì mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm
không có vỏ như này, nó cũng sẽ giống, chất lượng của nó cũng sẽ giống như có vỏ thôi, chỉ là không có vỏ thì giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút thôi. Đó, thì các bác mà đang muốn quan tâm đến sản phẩm nào và đang muốn đặt hàng thì các bác cứ để lại số điện thoại ở dưới bình luận giúp em, hoặc là các bác có thể nhấc điện thoại lên và gọi đến số hotline của bên em, đó chính là 0987 240 733 giúp em nhé. Thì em sẽ tư vấn cho các bác một cái mẫu da phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Và các bác đang xem thì cho em xin một nút đăng ký kênh của tất cả các bác nhé. Để khi mà em ra những clip mới thì các bác có thể xem này và tham khảo. Nếu mà ưng ý thì mọi người có thể đặt luôn trực tiếp luôn. Thì em cảm ơn tất cả các bác đã xem clip của em nhé. Chúc tất cả các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.